bà xã của chùm showbiz, Điền Quân nghẹn ngào báo tin tang sự, cộng đồng mạng sửng sốt nói lời chia buồn. Cả Kalerman và bà xã đều lần lượt chia sẻ tin buồn trên trang cá nhân. Cả hai đều rất sửng sốt khi nhận được thông tin này, cộng đồng mạng cũng không khỏi tiếc nuối, gửi lời chia buồn đến gia đình người đã khuất. Sáng 19 tháng 8, Kalerman và vợ đều lần lượt chia sẻ về sự ra đi của một người quen đặc biệt. Cụ bà Nguyễn Thị Tèo, người được biết đến là huyền thoại, kẻ ú cuối cùng ở Buôn Hồ đã đột ngột ra đi ở tuổi 88. Cụ từng xuất hiện trong chương trình Tiếng Dao 4.0 của ông chủ Điền Quân và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Biết tin cụ Tèo qua đời, Kalerman xúc động chia sẻ, suốt cả tuần nay, không biết lý do gì mà cứ nhớ cụ Tèo ra giết. Không dám nói ra với mấy đứa nhỏ vì sợ điềm gở. Thế rồi, sáng nay đọc mẩu tin trên page người Buôn Hồ, lòng nghẹn ngào thắt lại, tụi con thương nhớ ngoại. Tiếng Dao mãi mãi tri ân ngoại, thời điểm này tụi con không thể về Buôn Hồ tiễn ngoại. Chúng con xin thắp nén hương lòng, thành kính phân yêu cùng gia quyến. Cũng giống như chồng, chị Thúy Vân nghẹn ngào chia sẻ lại tập có sự tham gia của cụ Tèo trong Tiếng Dao 4.0, kèm chú thích, mấy nay vợ con nhớ cụ mà không hiểu tại sao, giờ hay tin cụ đi về miền cực lạc, con buồn quá cụ ơi. Cộng đồng mạng không giấu nổi bàng hoàng khi biết được thông tin này. Nhiều người bày tỏ sự buồn bã, gửi lời vĩnh biệt đến cụ Tèo. Với nhiều người dân sống tại Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk, bà cụ là một phần tuổi thơ, gắn liền với món kẹo ú huyền thoại. Họ vẫn thường gọi bà bằng danh xưng đầy thân thương như ngoại, nội. Sau khi Kalerman và ekip biết đến cụ Tèo đã làm riêng một tập trong Tiếng Dao 4.0 để nói về cụ. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà, ông chủ Điền Quân đã quyết định bỏ tiền túi xây lại căn nhà lụp sụp, hy vọng cụ Tèo có chỗ che nắng, che mưa tốt hơn. Tình cảm gia đình Kalerman dành cho cụ Tèo cũng rất đặc biệt. Sau khi kết thúc chương trình vẫn thường quan tâm, chú ý đến thông tin về bà. Vì vậy khi biết tin cụ Tèo ra đi, cả hai không khỏi đau xót, nghẹn ngào. Bà xã của chùm showbiz, Điền Quân nghẹn ngào báo tin tang sự, cộng đồng mạng sửng sốt nói lời chia buồn. Cả Kalerman và bà xã đều lần lượt chia sẻ tin buồn trên trang cá nhân. Cả hai đều rất sửng sốt khi nhận được thông tin này, cộng đồng mạng cũng không khỏi tiếc nuối, gửi lời chia buồn đến gia đình người đã khuất. Sáng 19 tháng 8, Kalerman và vợ đều lần lượt chia sẻ về sự ra đi của một người quen đặc biệt. Cụ bà Nguyễn Thị Tèo, người được biết đến là huyền thoại, kẻ ú cuối cùng ở Buôn Hồ đã đột ngột ra đi ở tuổi 88. Cụ từng xuất hiện trong chương trình Tiếng Dao 4.0 của ông chủ Điền Quân và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Biết tin cụ Tèo qua đời, Kalerman xúc động chia sẻ, suốt cả tuần nay, không biết lý do gì mà cứ nhớ cụ Tèo ra giết. Không dám nói ra với mấy đứa nhỏ vì sợ điềm gở. Thế rồi, sáng nay đọc mẩu tin trên page người Buôn Hồ, lòng nghẹn ngào thắt lại, tụi con thương nhớ ngoại. Tiếng Dao mãi mãi tri ân ngoại, thời điểm này tụi con không thể về Buôn Hồ tiễn ngoại. Chúng con xin thắp nén hương lòng, thành kính phân yêu cùng gia quyến. Cũng giống như chồng, chị Thúy Vân nghẹn ngào chia sẻ lại tập có sự tham gia của cụ Tèo trong Tiếng Dao 4.0, kèm chú thích, mấy nay vợ con nhớ cụ mà không hiểu tại sao. Giờ hay tin cụ đi về miền cực lạc, con buồn quá cụ ơi. Cộng đồng mạng không giấu nổi bàng hoàng khi biết được thông tin này. Nhiều người bày tỏ sự buồn bã, gửi lời vĩnh biệt đến cụ Tèo. Với nhiều người dân sống tại Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk, bà cụ là một phần tuổi thơ, gắn liền với món kẹo ú huyền thoại. Họ vẫn thường gọi bà bằng danh xưng đầy thân thương như ngoại, nội. Sau khi Kalerman và ekip biết đến cụ Tèo,